Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Man. Các bạn ơi, ở Hàn Quốc bây giờ đang là mùa hè và thực sự mình thấy rất rất là nóng luôn. Nhưng mà Hàn Quốc lại có một cái vấn đề, đó chính là có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nghĩa là bốn mùa này các bạn phải mua áo quần, mỗi mùa phải có một áo quần riêng ấy. Cho nên là mình rất rất là khó khăn trong cái việc mà phải chọn đồ, đặc biệt là đồ vào mùa hè. Những người mà ốm như mình á thì phải mặc đồ như thế nào và mua đồ ở đâu cho hợp lý á, thì qua cái vlog này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cùng biết nha. Ok, đầu tiên á, một cái món đồ rất rất là quan trọng mà những người đàn ông con trai và những người phụ nữ nếu mà các bạn xem vlog này các bạn nên nên mặc khi các bạn vào mùa hè, đó chính là cái quần đùi. Cái quần đùi các bạn ạ. Tại vì sao? Ui, mình lật ngược cái quần đùi ghê quá. Cái quần đùi này á, các bạn chỉ cần mua cái màu đen như vậy thôi thì mặc với cả tỷ cái áo khác các bạn thấy đều rất là hợp, đủ thứ hợp hết đấy. Cho nên các bạn không cần phải lo quan tâm về cái việc mà các bạn phối màu đâu. Và đặc biệt thì mặc quần đùi mùa hè thì nó cũng khá là mát. Nhưng mà đối với mình á, thì mình là người hơi bị ốm, mình rất là ghét mặc những cái mà nó lòi hết nguyên cái body mình ra. Nhưng mà vào mùa hè các bạn nên mặc những cái quần như vậy, tại vì sao? Gió lùa qua khe cửa các bạn ạ, mát cực kỳ luôn. Mà cái quần này thì mình mua ở trên mạng, đó là qua một cái site gọi là cái trang web khi sạc tinh năng ra, nghĩa là chai lùng. Thì cái quần này mua khoảng năm ngoái rồi. Thì cái quần này mình nhớ là cái giá nó khoảng là 240, 260 gì đó. Và mặc bây giờ cũng được 1 năm rồi, mình thấy vẫn rất là bền. Còn nếu các bạn mà muốn mua cái quần này hoặc là muốn cái biết cái trang mình vừa mới mua, các bạn có thể xem comment ở phía dưới, mình sẽ ghi lại cụ thể cho các bạn hơn ha. Bởi vì mình là sinh viên cho nên mình không có nhiều tiền. Và khi không có nhiều tiền như vậy thì mình không thể nào mà mua đồ đắt đỏ được. Và mình sẽ có một số tip để dành cho các bạn nếu các bạn muốn mua đồ ở Hàn Quốc với giá cực kỳ rẻ luôn. Các bạn nên chờ vào cuối vlog nhé. Và đầu tiên trước khi á mà giới thiệu cho các bạn về cái ha, những món đồ mình muốn chia sẻ cho các bạn ấy, các bạn thông cảm như nếu mà các bạn thấy cái máy camera nó bị lắc lắc rồi, tại vì giờ con yêu quá nè. Nó tới giờ 3 giờ sáng rồi mà nó ngồi nó dậy nó phá mình. Các bạn thông cảm. Đấy. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn một cái số cửa hàng mà các bạn nên mua đồ ở Hàn Quốc, đó chính là cửa hàng này. Tại vì sao mình đem cái bịch này cho các bạn xem? Tại vì cái tên cửa hàng này quá là khó đọc đi. Tên là kiểu như vậy đấy. Thì cửa hàng này ở Hàn Quốc thì đa số các tỉnh đều có hết đấy. Các bạn ở một số tỉnh lẻ thường thì các bạn đến trung tâm. Và cửa hàng này sẽ có một số ưu điểm, đó chính là gì, giá cả mình thấy cũng khá là hợp lý, không có mắc lắm. Và chất lượng thì thấy cũng được, cũng tầm tạm. Nhưng mà thường thì nếu các bạn hay mua đồ ở đây thì các bạn hay bị gọi là sao ta, đụng hàng đấy. Thì có một số áo khi mình mặc để quay vlog rất là nhiều, các bạn thấy chính là cái áo này. Mình mua ở đây. Áo này thì mình khuyên các bạn nếu các bạn thấy khó khăn trong cái việc mà đừng có ấy cái áo con chó này. Nếu mà các bạn thấy khó khăn trong cái việc mà chọn áo quần hợp với các bạn, hoặc là các bạn thấy muốn mặc sao cho nó đẹp mà đơn giản nhất á, thì mình khuyên các bạn nên chọn áo một màu. Mình thấy là nếu các bạn mặc những cái loại áo một màu như vậy, khi các bạn chụp hình xong 10 năm sau các bạn thấy các bạn vẫn còn đẹp. Nếu các bạn đẹp thì các bạn nếu mà không thích những cái màu tối như vậy thì các bạn có thể chọn những cái màu sáng hơn, ví dụ như mình chơi xanh lá chuối luôn, tại vì đây là mùa hè mà. Vì đây là mùa hè mà, cho nên mình khuyên các bạn là nên thử có một cái áo màu xanh lá chuối như vậy để mặc vào mùa hè, tại vì nhìn nó rất là thoáng và mát các bạn ạ. Và với cái giá của hai chiếc áo này, mình thấy là cái giá rất là rẻ các bạn. Ở Hàn Quốc thì giá khoảng là 10.000 won, tính ra tiền Việt Nam là khoảng 200.000, rất là rẻ luôn. Hoặc là nếu các bạn thấy là mình muốn mặc cái kiểu nó màu mè hơn tí xíu á, thì ở đây cũng có rất là nhiều áo kiểu màu mè các bạn. Ui da, trời ơi, lắp vào răng mày rồi, con chó này. Thì ở đây các bạn thấy, mình khuyên các bạn nếu các bạn muốn mặc những cái kiểu có họa tiết đồ này nọ thì các bạn nên mặc những cái áo có loại những loại chữ mà nó đơn giản như thế này đây. Thì các bạn cũng biết ở Việt Nam thì có hai cái kiểu cái mốt là áo mà hình con rồng, con rắn, rồi con phượng hoàng, con chim đại bàng, rồi xong ba cái chữ mà Trung Quốc hoặc là màu mè graffiti đồ này nọ đó, thì mình khuyên các bạn không nên mặc, tại vì cái kiểu đó, cái trào lưu cái mốt đó trôi qua mất tiêu từ rất lâu rồi, cho nên mình không thích nhập mặc những cái kiểu như vậy. Mình khuyên các bạn mặc những cái kiểu mà có chữ như vậy thì cả mấy năm trời hoặc là cả mấy thế kỷ trôi qua thì cái kiểu này cũng không bị đổi thời đâu. Nhưng mà đặc biệt thì cái kiểu này á, mình thấy là nó đằng sau này nó có một cái dấu hình ở Hàn Quốc, nó hay chuộng cái loại in hình như thế này lắm các bạn. Và cái kiểu này thì mình mua ở cái cửa hàng mình vừa mới cho các bạn xem luôn, thì giá của nó khoảng là 15.000 won, là khoảng 300.000 đấy, 300.000 Việt Nam đồng, cũng rất là rẻ đúng không các bạn. Và đặc biệt á, nếu mà các bạn ở đây bị ốm như mình, hoặc là có bạn trai, có bồ á, hoặc là có anh, có chị mà người mà ốm như mình á, thì khi mà mua áo á, mình nghĩ là nên các bạn mua size nó rộng hơn một chút xíu, nó thoải mái nhưng mà cũng đừng có rộng phình phình quá, cũng không có nên.
hạn chế mua những cái áo mà nó quá là ôm sát body đi. Làm như vậy thì mặc vào nó sẽ lộ hết cái điểm yếu là người khá là ốm, mà mặc như vậy càng ốm nữa. Thứ hai đó chính là các bạn nhớ nè, mặc nên qua khỏi cái khuỷu tay này. Các bạn thấy không, nếu mà lòi cái khuỷu tay như vậy thì các bạn thấy mình rất là ốm, nhưng mà khi mà xả xuống như vậy người ta không có để ý được nhiều, cho nên các bạn thấy là mình cũng khá là đầy đặn khi mà quay cái clip mình. Thực tế là mình thấy mình rất là ốm các bạn. Và điều thứ ba quan trọng nhất đó chính là nên mặc những cái màu sáng chút xíu, đừng có quá là tối. Nếu mà các bạn mặc những cái màu tối và đặc biệt là màu đen ấy, màu đen chỉ nên mặc khi các bạn người hơi béo một tí xíu, hoặc là các bạn có một body đẹp, các bạn nên mặc màu đen. Còn màu đen đối với những người mà ốm như mình thì mặc vào nhìn nó rất là ốm dữ nữa, cho nên mình không khuyên các bạn mặc màu đen đâu. Và các bạn thấy đa số là đồ mình rất là ít mặc màu đen. Còn nếu mình có lỡ mà mua màu đen về thì mặc đúng một lần thôi nha. Mặc đúng một lần xong mình thấy không có hợp nữa nên mình phải bỏ đi mất tiêu luôn. Thì trong cái cửa hàng xanh lá hồi nãy mình mới giới thiệu với các bạn ấy, thì có một số những cái áo rất là hay, rất đẹp, đó chính là các bạn thấy là kiểu áo sơ mi mà áo sơ mi tay ngắn là một những cái kiểu áo các bạn nên có. Mình thấy kiểu này rất là đẹp và cái màu nó cũng khá là đơn giản, nó là cái màu nâu xám, cho nên là các bạn thấy là mặc vào thì nhìn nó khá là trẻ trung năng động. Tuy là nhìn vào có thể bị hơi ốm chút xíu, nhưng mà cái loại vải này các bạn, vải này vải lanh mà ta gọi là cái vải mà nó rất là thoáng mát cho các bạn, cho nên các bạn hãy yên tâm đi. Tiếp theo là một cái áo mình cũng rất là thích, đó là cái áo mà cái cổ nhìn như là Indonesia, Philippines gì đó, cái kiểu mà áo dân tộc đấy. Nhưng mà mình thích cái kiểu áo này tại vì sao? Tại vì cái form của nó các bạn thấy không? Nếu các bạn ốm á, các bạn mặc những cái loại áo mà cái form nó hơi cứng một chút xíu, chứ đừng có mặc những cái áo mà cái kiểu form nó bị suông và nó vải nó mềm quá như vậy, thì nó sẽ ôm sát vào người các bạn khi mặc như vậy á. Nhìn các bạn ốm cực kỳ. Trong khi đó cái áo này mặc dù cái cổ nhìn hơi kỳ chút xíu, nhưng mà cái form á nhìn nó rất là cứng, cho nên là mình thấy là mặc vào nhìn khá là đẹp trai và nhìn tướng nó hơi mọc ra tí xíu. Và cái áo này, à quên nữa, cái áo này thì giá của nó là khoảng bao nhiêu ta, 19.000 won, là khoảng là 380 Việt Nam đồng đấy. Còn cái áo này các bạn vừa thấy ở đây á, là cái áo này mình mua cũng khoảng là 15.000 won thôi, khoảng là 300.000 Việt Nam ấy, khá là rẻ đúng không? Nhưng mà các bạn ạ, mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn thích á, hoặc là các bạn có thời gian thì các bạn nên đi ra những cái trung tâm thương mại để các bạn săn đồ. Còn cái cửa hàng màu xanh lá hồi nãy là một cái cửa hàng mà không bao giờ nó sale cho các bạn đâu, cho nên là các bạn mà mua đồ ở đó, thứ nhất là các bạn sẽ thấy là gì nè, đa số chất lượng nó cũng phải là xịn lắm, xuất sắc lắm. Thứ hai nó không bao giờ sale, cho nên là đôi khi có những cái áo mình rất muốn mua nhưng mà giá cũng khá là cao. Có một cái trái ngược với Việt Nam tụi mình, đó chính là người Việt Nam mình rất rất là ít khi ra những trung tâm thương mại để mua đồ. Thứ nhất là tại vì ở Việt Nam khá là mắc, những cái trung tâm thương mại đồ thường khá là mắc. Thứ hai nữa là những cái cửa hàng bán đồ trong cái trung tâm thương mại thường rất là quê, xến xuống nhìn như ông già đó, cho nên là chúng ta thường không mua đồ ở đó. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì các bạn thấy là có rất nhiều thương hiệu lớn và đẹp bán ở trung tâm thương mại, và đặc biệt là thường sẽ có những cái đợt mà giảm giá đấy. Ví dụ như là mình đã mua một số đồ ở đây và với một cái giá rất là rẻ, thường là phải sale trên 50%, 60-70 thì mình mới dám mua, tại vì ở đồ trong đó khá là mắc các bạn ạ. Ví dụ như là đây, mình cho các bạn xem. Đây là một cái áo thun. Nói chung cái áo thun này cũng không có hoành tráng gì hết, nhưng mà áo này thì cũng là một cái cửa hiệu, thương hiệu cũng khá là lớn, US Us and Them. Và cái áo này mình hay mua cái thương hiệu này, mặc dù nó không có nổi lắm nhưng mà nói chung thì nó chất lượng cũng khá là tốt. Cảm thấy là cái kiểu áo cũng khá là dễ thương nè. Đặc biệt đằng sau đây các bạn thấy nè, đó, có màu tím. Mình rất là thích những cái gì mà tím tiệm tìm sim luôn các bạn ạ. Và cái áo này thì vải khá là mềm các bạn ơi, mặc dù nó mềm như vậy nhưng mà nó không có bị gọi là suông suông, gọi là ôm dáng dữ quá, mà nó khá là phồng ở trên, mình rất là thích. Và cái áo này thì cái giá gốc của nó là khoảng là 35 hay là 40.000 won, là khoảng 700-800.000 Việt Nam ấy, nhưng mà nó sale mình mới dám mua đó. Nó sale thì còn khoảng 15.000 won thôi, là khoảng 300.000 Việt Nam đấy. Cho nên là các bạn thấy là với một cái mức giá như vậy mà mình có thể mua được những cái món đồ mà nó chất lượng khá là tốt này, có thương hiệu rõ ràng này, cho nên là ok hơn là so với việc mình đi ra mua những cái cửa hàng ở ngoài. Tiếp theo là có một cái mình cũng rất là thích, đó chính là cái áo sơ mi này. Mặc dù mình mua áo sơ mi này cũng được một thời gian rồi nhưng mà mình chưa mặc lần nào hết. Thì cái áo sơ mi này các bạn thấy khá là đẹp, đó là một cái lần mà vô tình mình đi ngang qua một cái chỗ cửa hàng trong trung tâm thương mại đấy, mình thấy người ta treo như vậy thì mình đi vô mình thử thì không có cái kiểu kia mà chỉ còn là những cái kiểu này thôi. Thì mình khi mà mình mua được thì mình thấy kiểu này rất rất là đẹp và hợp với mình. Cái kiểu này thì các bạn thấy giá gốc của nó là khoảng là 50.000 won đó các bạn, 50.000 won. Nhưng mà khi nó sale còn khoảng 15.900 won, là khoảng
cũng 300 mấy, 301, 302 Việt Nam mình thôi. Và cái kiểu dáng nó rất là hay, những cái kiểu như vậy mình rất là thích. Tại vì sao? Đi ra ngoài đường mặt không bao giờ bị đụng hàng, cho nên mình rất là ưng. Cho nên là lý do tại sao mình thích mua đồ trong thương mại đó chính là ít khi bị đụng hàng hơn là khi các bạn mua những cái cửa hàng ở ngoài đường. Và mình khuyên các bạn á là nếu các bạn có thời gian, các bạn rảnh á, thì các bạn nên đi vào những cái trung tâm thương mại thường xuyên để các bạn săn sale. Và có một cái đặc biệt mình muốn nhắn nhủ với các bạn là bây giờ đang là mùa hè đó các bạn. Và mùa hè thì người ta sẽ bắt đầu sale áo mùa đông rồi. Nghĩa là người ta sẽ sale những cái áo phao, áo dạ đồ này nọ đủ thứ á, giá rất là rẻ, thường là khoảng 50-70% luôn. Cho nên bây giờ các bạn á, nếu đang xem cái vlog này và các bạn đang sống ở Hàn Quốc hoặc là các bạn chuẩn bị đi Hàn Quốc á, các bạn nên nhắn tin và gọi điện cho người nào đó đang ở Hàn Quốc và chuẩn bị đi săn sale cho các bạn ngay bây giờ đi. Tại bây giờ mình thấy đi ở ngoài trung tâm thương mại ấy, người ta bán rất là nhiều những cái món đồ sale và những cái kiểu áo rất là mới. Tại vì sao? Áo của năm ngoái đó, kiểu như là cái mốt của năm ngoái bây giờ nó hết rồi, nó qua năm ngoái rồi. Cho nên bây giờ nó sẽ làm một cái thời trang, cái kiểu áo mới của năm nay. Cho nên những cái áo đó bị lỗi thời, cho nên người ta sẽ bán lại. Giống như mình hồi đó mình có mua một cái áo khá là rẻ và rất là đẹp, tới bây giờ mình nghĩ không bao giờ bị lỗi mốt đâu. Cho nên các bạn yên tâm đi. Và vlog ngày hôm nay là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn sẽ kiếm được một cái áo thiệt là đẹp và săn sale thiệt là nhiệt tình như mình nhé. Các bạn nhớ mình là sinh viên mà không việc gì phải mắc cỡ với cái việc mình phải đi săn sale, mình phải sống tiết kiệm bên Hàn Quốc hết cả. Ok, và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bye bye mọi người. Bye bye.